Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, con người muốn đạt được thành công phải hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Có nghĩa là phải nắm bắt được đúng thời điểm mới mong có được thành công. Theo đó, các chuyên gia tử vi tâm linh cũng chỉ ra rằng bước vào ngày 24 tháng 9 âm lịch tới đây, có 6 con giáp nếu không tức thời nắm bắt thiên cơ, chắc chắn sẽ gặp vận đen, cẩn thận vỡ nợ mất trắng, tán gia bại sản, bạn bè xa lánh mà người thân cũng hắt hủi tránh xa. Vậy thiên cơ đó được tiết lộ là gì? Và những con giáp này cần phải làm gì để tránh được vận đen đeo bám? Những con giáp đen đủi ngày hôm nay là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi những phân tích ngay sau đây. Lâm vào cục diện tỵ hợi tương xung, tuổi hợi có thể bị tiểu nhân lừa gạt mà đánh mất tiền bạc trong tay mình. Con giáp này tin người quá dễ dàng, không phân biệt được đâu là người tốt kẻ xấu nên rất có thể mắc phải sai lầm vì đặt niềm tin không đúng chỗ. Thậm chí bản mệnh còn có thể vướng phải những tin đồn thị phi không đáng có tại nơi công sở. Nhưng bạn càng giải thích thì mọi người càng hiểu lầm và suy diễn theo chiều hướng khác. Vì thế, hãy để thời gian giúp cho mọi thứ êm dịu đi thay vì cứ cố phân vua một cách bừa bãi. Thủy hỏa xung khắc, các cặp đôi khó có thể giữ mãi ngọn lửa nồng nàn như khi mới yêu. Dường như những chuyện nhỏ nhặt đều có thể trở thành mâu thuẫn sâu sắc khi tình cảm đã phai nhạt. Mối quan hệ cũng từ đó trở nên căng thẳng, dằn vặt cả hai bên. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tý. Chia buồn với người tuổi Tý vì bạn là con giáp xui xẻo nhất trong ngày 24 tháng 9 âm lịch. Bản mệnh hãy xác định tinh thần phải tự lực cánh sinh trong nhiều nhiệm vụ, bởi xung quanh bạn không có những người đáng tin cậy để dựa dẫm. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, con giáp này cũng cần phải cẩn thận đồng nghiệp, đối thủ tìm cách hãm hại, cạnh tranh không lành mạnh với mình. Trong chuyện làm ăn, bản mệnh nên chậm mà chắc, không nên lo lắng, sốt ruột rồi lại đưa ra những quyết định vội vàng, khiến tiền bạc vốn đã không chảy về túi, rồi lại còn phải tiêu tốn thêm cho các khoản chi phí khác. Người làm công ăn lương hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, bạn làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, chớ nên nghĩ cách hãm hại người khác, kẻo cuối cùng gậy ông đập lưng ông. Bên cạnh đó, ngũ hành thủy hỏa xung khắc nên chuyện tình cảm của người tuổi Tý gặp phải trục trặc nhỏ. Người độc thân vì vấn vương chuyện cũ, người cũ nên vẫn chưa thoát khỏi những tổn thương trong quá khứ, đóng cửa trái tim khiến tình cảm hiện tại khó lòng phát triển được. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Dần. Các nhà tử vi học dự báo tuổi Dần có thể bị lợi dụng lòng tin khi mọi chuyện có thể không đơn giản như những gì bạn vẫn nghĩ. Sự thật thà và dễ tin người của bạn làm cho những kẻ xấu sẽ thừa cơ đóng vai người tốt đi khuyên nhủ bạn. Trong thời điểm này, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cho sự nghiệp của bạn lung lay. Do đó, hãy biết sàng lọc những lời khuyên tuổi Dần nhé. Việc gì cũng nên tự tìm hiểu các nguồn thông tin trước khi đưa ra quyết định, kẻo gây ra sai sót, khó sửa đổi. Thêm vào đó, gặp cục diện mộc sinh xuất cho hỏa, các cặp đôi cần dành thời gian để chia sẻ về những vấn đề mình gặp phải với nửa kia để cùng tìm cách tháo gỡ vấn đề. Bạn càng im lặng càng khiến hiểu lầm thêm sâu. Hơn nữa, chẳng ai có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác nên đừng bắt đối phương phải đoán xem bạn đang nghĩ gì nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tốt để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Mão.
Phân tích là số tử vi 12 con giáp cho thấy Tỷ Kiên xuất hiện là nguyên nhân khiến công việc của tuổi Mão có điểm báo gặp phải rắc rối, trở ngại do có tiểu nhân chơi xấu hoặc người nào đó cố tình cản trở. Bạn dễ trở nên do dự nên cũng có thể bị nẫng tay trên nhiều cơ hội ngon ăn. Đây cũng là lý do chính khiến tuổi Mão không phát huy được khả năng của mình một cách tốt nhất. Thậm chí bạn còn tốn thời gian xử lý sự cố do tiểu nhân gây ra, làm gì còn thời gian để làm việc mới. Cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn, bạn sẽ là người chịu nhiều bất lợi nhất. Ngũ hành sinh xuất nên chuyện tình cảm chẳng như ý muốn. Tuổi Mão chưa tìm được người trong mộng, chỉ biết ngậm ngùi hâm mộ hạnh phúc của người khác. Không phải bạn không có ai theo đuổi mà do quá đào hoa hay tán tỉnh lung tung nên sau cùng rơi vào tình cảnh ngày lắm mối tối nằm không. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung cho công việc trong ngày thương quan ảnh hưởng. Hung thần này khiến bạn dễ bị phân tâm bởi những việc xảy ra xung quanh, có thể rơi vào vòng xoáy thị phi do lo chuyện bao đồng. Điều này sẽ tác động không nhỏ tới các kế hoạch của bạn. Ngày này bạn cũng nên để ý lời ăn tiếng nói của mình sao cho kín kẽ, nếu không có thể bị lợi dụng bất cứ lúc nào. Hãy nhớ đối thủ luôn trực chờ cơ hội, chỉ đợi bạn mắc sai lầm để hạ bệ và cướp lấy những gì người tuổi Tỵ đang có. Vì vậy đừng lơ là mất cảnh giác nhé. Trong chuyện tình cảm của ngày này vốn đang tốt đẹp lại nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi rất khó để giải quyết. Có lẽ là bản mệnh và người ấy ngày càng thiếu đi sự hòa hợp khi giao tiếp và tương tác với nhau nên khoảng cách dần bị nới rộng, đôi bên không tìm được tiếng nói chung. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Con giáp xui xẻo tiếp theo là những người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi thường thích tự ý làm mọi việc theo ý của mình, không biết lắng nghe ý kiến của người khác. Chính vì thế, thái độ kiêu ngạo, tự cho mình là nhất mà nhiều khi bạn tự đẩy mình vào rắc rối. Dù bạn có những lý tưởng hay kế hoạch tham vọng thế nào đi nữa, cũng cần cân nhắc đến hoàn cảnh thực tế trước khi thực hiện. Người làm công ăn lương cần cẩn thận để hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình, chớ nên để xảy ra sai sót, rồi chính mình lại phải bù lỗ. Khi được người có kinh nghiệm hướng dẫn, bạn nên chú ý lắng nghe chứ không nên làm theo ý mình. Trong gia đình, quan hệ giữa con giáp xui xẻo này và nửa kia có dấu hiệu lạnh nhạt. Có lẽ bạn đã quá mệt mỏi với các công việc ngoài xã hội nên chẳng còn thời gian quan tâm đến người ấy. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc của quý vị hãy để lại comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh để đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.